Xin chào bà con, chào các bạn đã quay lại với kênh Trại Dế Hồng Phước. Hôm nay buổi chiều ha, đã lâu rồi tôi không có quay video cho mọi người xem. Thì hôm trước tôi có cái video là đã hoàn thành cái khu vực mà tôi nuôi dế, cái chuồng dế nè, cán nào anh gọi đó mọi người. Đó, thì hôm nay là đã đưa dế vô. Đó, thì những ô dế của tôi nè mọi người. Hôm nay mùa đông thì nó mà cái khu vực miền Nam của tôi á, thì mùa đông thì nó cũng không không có đến nỗi mà lại lạnh lắm, thì cho nên nuôi bình thường vẫn được. Ô dế đang ô dế nở rất là đẹp luôn mọi người. Ô dế nở đúng 3 ngày luôn. Cho nở đúng 3 ngày. Hôm nay ngày thứ tư thứ năm rồi. Nó bắt đầu lên ăn mạnh rồi đó mọi người. Quá đẹp luôn. Ô dế này 10 ngày. 10, bên đây 5 ô này 10, 10 14 15 ngày. Thì mùa đông thì dế nó hơi lâu lớn chút mọi người. Đây, ô thứ ba. Đó. Mỗi ô mỗi kích cỡ khác nhau mọi người. Tôi cho nở đều cứ cách nhau khoảng 10 ngày. 7 ngày là tôi cho bắt đầu ủ trứng tiếp rồi. Thì cách nhau khoảng 10 ngày là nở. Đó mọi người thấy không? Thì kích cỡ nó càng tăng lên ha mọi người. Thì cán nền sạch sẽ rồi không có sợ các anh tí nữa. Đó, ô này vừa đang lột, ô này đang lột. Đang lên ăn rất là đã luôn mọi người, nhìn rất là mê luôn. Thì video này thì cũng không có hướng dẫn gì hết cho mọi người, nhưng mà chia sẻ cái cảnh buổi chiều tôi về tôi cho dế ăn thôi mọi người. Đó, ô này đẻ, ô này gần xong rồi, ô này bỏ rồi mọi người. Đó, ô này chưa dọn nữa nè. Khu vực này chỉ có 10 lồng thôi mọi người. Thì có hình ảnh những con dế quay cho mọi người xem thôi. Cập nhật vẫn tôi vẫn còn đang nuôi dế. Cập nhật cho mọi người xem. Mọi người. Tại sao tôi không có dọn cái lồng đó mọi người? Tại vì mùa này mùa lạnh nè, cho nên là cứ ba cái cho ăn như lá chuối nè, rồi cộng mì hay là những cái cây chè khổng lồ vậy á, nhưng mà nó khô lại á, thì tôi vẫn để cho nó giữ ấm luôn mọi người, không có lấy ra. Dọn cũng được, không dọn cũng được, không sao hết. Buổi chiều về tôi cho dế ăn, tôi chia sẻ cho mọi người. Cái này nó hơi dơ nè, cho nên là dế nó bò lên đây được. Đuổi nó xuống. Số con này bò lên được luôn. Tại cái ô này là cái ô cũ mọi người. Nó còn hơi, nó bụi á, bụi thì con dế nó bám lên được. Còn nó hơi bóng, nó hơi trơn á, thì con dế nó sẽ không bám lên được đâu mọi người. Rồi, có cái video ngắn vậy thôi, chia sẻ cho mọi người. Đó, thì cập nhật hôm nay ngày 8 tháng 1 cập nhật cho mọi người xem. Thì trại dế của mình đã vô cái khu vực này rồi, cán nền đầu xong rồi, sạch sẽ đẹp đẽ rồi. Đó, thì vô đây lại sản xuất, lại kinh doanh, ế lại chăn nuôi tiếp tục, sản xuất tiếp tục. Đó. Rồi, chia sẻ video ngắn cho mọi người xem. Chúc tất cả mọi người có nhiều cái lứa dế thành công. Chào mọi người.